Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng với Hải Đăng TV chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái cụm khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định sẽ được đầu tư triển khai như thế nào. Đây là tờ bản đồ nằm trong bản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trên này thì chủ yếu thể hiện là các cái khu cụm công nghiệp và một phần các cái hệ thống giao thông. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu theo từng địa bàn một. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trên địa bàn thành phố Nam Định có những khu và cụm công nghiệp nào. Đầu tiên phải kể đến đó là khu công nghiệp Hòa Xá, một trong những khu công nghiệp được xây dựng đầu tiên ở Nam Định. Hiện nay thì đã đi vào vận hành từ khá lâu rồi. Tuy nhiên thì hiện nay khu công nghiệp này nó cũng có một số các cái nhược điểm, đó là nó nằm quá sát thành phố Nam Định. Và với cái tốc độ đô thị hóa của thành phố Nam Định như hiện nay thì có lẽ sau này thì cái khu công nghiệp này nó sẽ lọt thỏm vào trung tâm của thành phố. Ở phía Bắc giáp với gần với Hà Nam thì có khu công nghiệp Mỹ Thuận. Đây cũng là một trong những khu công nghiệp lớn của Nam Định đã thu hút được khá là nhiều nhà đầu tư, trong đó nổi bật đó là nhà đầu tư Quanta. Check lên phía Tây Bắc giáp với Hà Nam thì có cụm công nghiệp Mỹ Thuận, và phía giáp với Thái Bình thì có khu công nghiệp Mỹ Trung. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem bên cạnh chúng ta đó là huyện Vụ Bản. Huyện Vụ Bản thì khá nổi tiếng với khu công nghiệp Bảo Minh. Đây là một trong những khu công nghiệp khá là điển hình của Nam Định. Quý vị và các bạn nếu chúng ta có điều kiện có thể về thăm khu công nghiệp Bảo Minh. Tôi thấy đây là một trong những khu công nghiệp ở Nam Định rất là sạch sẽ và thiết kế khá là quy củ. Chúng ta đi vào trong những con đường của khu công nghiệp thì cảm giác như là chúng ta đang đi trên những con phố. Đường rất là sạch và cây xanh ở hai bên rất là đẹp. Và hiện nay thì khu công nghiệp Bảo Minh đã được mở rộng bên cạnh đây. Và hiện nay theo tôi biết thì toàn bộ cái khu vực mở rộng này cũng đã được lấp kín rồi. Nếu quý vị có đi qua đường 10 thì chúng ta quan sát thấy rằng hiện nay trên cái khu công nghiệp mở rộng này, cái nhịp độ thi công xây dựng các cái công trình đang diễn ra rất là sôi động. Kế bên cạnh thì có các cụm công nghiệp như là cụm công nghiệp Kim Thái, rồi là cụm công nghiệp Thanh Quang, cụm công nghiệp Thanh Côi. Ở phía giáp với thị trấn Nam Giang, sát sát khu vực Phà Kinh Lũng thì có một khu công nghiệp là khu công nghiệp Thắng Lợi thì hiện nay vẫn chưa triển khai. Khu công nghiệp này nằm ngay gần nút giao giữa đường Vành Đai 2 và đường tránh quốc lộ 10. Hiện nay thì đường tránh quốc lộ 10 vẫn chưa triển khai, tuy nhiên thì đường Vành Đai 2 đã triển khai xong rồi. Hiện nay đã đầu tư khá là đẹp, nối từ thị trấn Mỹ Lộc, hiện nay là thành phố Nam Định, và nối ra đến khu vực Phà Kinh Lũng. Sau đó thì đi qua Phà Kinh Lũng và sang thị trấn Nam Giang của Nam Trực. Ở phía dưới này thì có cụm công nghiệp Vĩnh Hào. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem bên Y Yên thì sẽ có những khu và cụm công nghiệp nào. Mới đây nhất thì có khu công nghiệp Trung Thành nằm giáp với tỉnh Hà Nam. Thì hiện nay khu công nghiệp Trung Thành cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư rồi và cũng sẽ khởi công sớm thôi. Đây là một trong những khu công nghiệp nằm về vị trí phía Bắc của huyện Y Yên. Mặc dù nằm ở phía Bắc, ngày xưa thì nó là những cái vùng trũng, vùng sâu. Tuy nhiên hiện nay khu này lại là một cái khu rất là đẹp, bởi vì nó nằm sát với một cái đường trục hành lang đông tây của Hà Nam, chạy sát với Nam Định qua khu vực này. Đấy, sau này thì cái khu công nghiệp Trung Thành này cũng là một cái vị trí khá là đắc địa. Phía bên dưới này thì có khu công nghiệp Hồng Tiến, hiện nay vẫn chưa xây dựng. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì khu công nghiệp này có thể cũng sẽ triển khai. Khu công nghiệp này thì nằm gần chỗ đường cao tốc Bắc Nam, gần nút giao Cao Bồ. Và rất nhiều các cái khu công nghiệp khác, ví dụ như là khu công nghiệp Phong Hưng Khánh này, khu công nghiệp Yên Chính, khu công nghiệp Yên Nghĩa, và các cụm công nghiệp như Yên Phong, cụm công nghiệp thị trấn Lâm, Tống Xá, Yên Ninh, La Xuyên. Rất là nhiều các cụm công nghiệp, tuy nhiên thì hiện nay thì mới chỉ khởi công một vài cụm công nghiệp thôi. Và điển hình là cái khu công nghiệp Trung Thành thì sắp tới sẽ triển khai. Y Yên là một trong những cái huyện mà đến thời điểm này chưa có một cái khu công nghiệp nào. Chỉ có một số các cái cụm công nghiệp làng nghề thôi, chứ còn khu công nghiệp thì chưa có một khu nào. Và sắp tới thì chắc là đầu 2025 sẽ triển khai khởi công cái khu công nghiệp Trung Thành này. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sang huyện Nam Trực. Và huyện Nam Trực thì hiện nay cũng chưa có một khu công nghiệp nào. Và sắp tới thì sẽ triển khai khu công nghiệp Nam Hồng. Đây là một trong những khu công nghiệp đã và đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư, và cũng sẽ triển khai sớm trong năm 2025 thôi. Ngay bên cạnh thì có các cụm công nghiệp như là cụm công nghiệp Nam Thanh 1, Nam Thanh 2, rồi các cụm công nghiệp như là Hải Lợi, Nam Thái, và phía trên này thì có cụm công nghiệp Tân Thịnh, Vân Tràng, chỗ này thì có Đồng Côi này.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang Trực Ninh. Vâng, Trực Ninh thì đến thời điểm này thì cũng chưa có một khu công nghiệp nào trên địa bàn. Và sắp tới thì cũng sẽ triển khai các cái cụm công nghiệp như là Thanh Đạo, Trực Tuấn này, rồi là cụm công nghiệp Việt Hùng, Hưng Nội. Khu vực Trực Ninh sau này thì có một cái nút giao với đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thì mình không hiểu sao cái khu vực này không quy hoạch một cái khu công nghiệp. Có lẽ là cái quỹ đất khu vực này nó cũng không còn nhiều, không đủ điều kiện để xây dựng cái khu công nghiệp. Chính vì thế mà chỉ có cái cụm công nghiệp Trực Tuấn ở gần cái nút giao này thôi. Chúng ta tìm hiểu sang Xuân Trường. Vâng, Xuân Trường thì trong cái bản quy hoạch này sẽ có khá là nhiều khu công nghiệp lớn. Trong đó điển hình chính là khu công nghiệp Thượng Thành. Khu công nghiệp Thượng Thành này sẽ được chia thành hai giai đoạn. Cái giai đoạn mà cái đường màu xanh nét liền này sẽ được triển khai trước, trong giai đoạn từ nay đến 2030. Và cái khu vực nét đất này thì sẽ được triển khai giai đoạn sau, từ 2030 đến 2050. Và phía dưới này thì có khu công nghiệp Xuân Kiên. Ngay bên cạnh đó thì có các cái cụm công nghiệp như là Xuân Tiến, Xuân Vinh, Nam Điền, vân vân. Ở phía dưới này thì có huyện Giao Thủy ngay bên cạnh, là một trong những huyện khá là tiềm năng về phát triển công nghiệp. Và hiện nay thì tỉnh cũng đã quy hoạch một cái khu công nghiệp khá lớn ở trên địa bàn huyện Giao Thủy, đó là khu công nghiệp Hải Long. Vâng, khu công nghiệp Hải Long sẽ được chia thành hai cái đơn nguyên. Đơn nguyên thứ nhất thì nó nằm giữa đường bộ ven biển và ra sát đến đê biển. Cái phần này thì sẽ được triển khai trong giai đoạn từ nay đến 2030. Và cái phần phía giáp với các khu dân cư phía trong này, tức là phía bên trong của đường ven biển, thì sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2030 đến 2050, tức là giai đoạn 2. Ở phía giáp với Thái Bình thì có cụm công nghiệp Giao Thiện, hiện nay cũng đã được khởi công triển khai rồi. Phía trong này thì có cụm công nghiệp Giao Thiện 2. Và dưới này thì có khu công nghiệp Lạc Xuân, khu công nghiệp Xuân Hải. Tuy nhiên thì khu công nghiệp Lạc Xuân sẽ được triển khai sau 2030. Và hàng loạt các cụm công nghiệp như Giao Hải, Giao Nhân, Giao Lạc, Giao An, Hồng Thuận, Nhân Châu, Yến Châu, Giao Yến 1. Và phía sát đây thì có khu công nghiệp Thịnh Tân. Chúng ta tìm hiểu tiếp xuống khu vực Nghĩa Hưng. Vâng, Nghĩa Hưng cũng là một trong những cái huyện mà có tiềm năng về công nghiệp. Hiện nay thì Nghĩa Hưng đã có một khu công nghiệp đang được triển khai rồi, đó là khu công nghiệp Dệt May Rạng Đông. Đây là một trong những khu công nghiệp có quy mô diện tích rất là lớn, với quy mô là trên 500 hectare, và hiện nay đang triển khai, cũng đã có một số nhà đầu tư vào đây rồi. Kế ngay bên cạnh cái khu công nghiệp Rạng Đông này thì chính là khu vực mà nhà đầu tư Xuân Thiện sẽ xây dựng cái hệ thống nhà máy thép, nó nằm ở khu vực này. Và theo như quy hoạch thì phía ngoài này sẽ có một cái cảng chuyên dụng. Cái khu vực màu trắng này quý vị có thể nhìn thấy, nó bao trùm cả cuối huyện Nghĩa Hưng và một cái phần đuôi của huyện Hải Hậu, khu vực thị trấn Thịnh Long đó. Thì đã được quy hoạch là khu kinh tế Ninh Cơ, và hiện nay thì tỉnh đang trình chính phủ để phê duyệt cái khu kinh tế này. Chúng ta tìm hiểu xem phía bên Hải Hậu thì có những cái khu nghiệp nào. Vâng, ở Hải Hậu thì sẽ có khu công nghiệp điện năng Hải Hậu này, khu nghiệp Phú Cường, khu công nghiệp Nam Hải Hậu 2, khu công nghiệp Hải Phương, khu công nghiệp Hà Thành, khu công nghiệp Nam Hải Hậu 1 và một số các cái cụm công nghiệp, ví dụ như Phúc Hà, Hải Minh, Hải Phương. Vâng, như vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu cái bản đồ quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Và các cái khu công nghiệp nào sẽ được triển khai trước và sau thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong cái bảng sau. Ở đây thì họ có một cái bảng phương án phát triển các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thời kỳ 21-30. Các khu công nghiệp đã thành lập đến năm 20 thì gồm có Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh, Dệt May Rạng Đông. Các khu công nghiệp mà quy hoạch trong thời kỳ 21-30 và đã triển khai thành lập rồi thì có Bảo Minh Mở Rộng này, Mỹ Thuận này. Còn các khu công nghiệp có quy hoạch thời kỳ trước nhưng chưa triển khai thành lập thì có Hồng Tiến, Trung Thành, Xuân Kiên. Vâng, cái khu công nghiệp Hồng Tiến này được quy hoạch khá là lâu rồi. Nó nằm trên địa phận của Yên Hồng và Yên Tiến, thì hiện nay cũng đã được đưa vào quy hoạch tiếp trong cái thời kỳ sau này, và có lẽ là trong giai đoạn này cũng sẽ triển khai thực hiện. Khu công nghiệp Trung Thành thì tôi vừa nói rồi, hiện nay đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và có khả năng là sẽ triển khai khởi công trong năm 2025. Tiếp theo là các cái khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch và sẽ triển khai trong giai đoạn từ nay 2030, đó là khu công nghiệp Hải Long giai đoạn 1, khu công nghiệp Nam Hồng giai đoạn 1, Thịnh Tân giai đoạn 1, Thắng Lợi giai đoạn 1, Minh Châu giai đoạn 1, Lạc Xuân giai đoạn 1, Thượng Thành giai đoạn 1. Các khu công nghiệp chưa được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo đề xuất của tỉnh thì gồm có khu công nghiệp Phong Hưng Khánh, khu công nghiệp Giao Thịnh,
khu công nghiệp Nghĩa Sơn và khu công nghiệp Điện Năng Hải Hậu. Vâng, đây là cái phương án phát triển các khu nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 21-30. Trong video sau thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về từng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Vâng, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.